trốn sống. Ông kia tôi nhìn thấy khăn kéo to. Công nhìn nó tin đi bạc lương bạc thế áp lương thì lại mang tên ngạc. Hãy dừng chóng đấy có đích bằng bằng tích ngạc. Campuchia ban phá ca chạm bằng trang sai phép dân Thái nơi cổ sát thân đi tù tiền bởi tế ca chân nằm bì bọn bấy bằng tốt bì miên ca phụ cổ bạc cam bởi trang Thái. Đại xa đà ra xâm đánh Thái đó miên bởi chìa bởi nập hiệp mà nẹ chung mô cốp xô va con khôn dính hai bà cài bật nị dây thá bà sát ổng cô vót chì cam sất rộ bỏ Thái. Ông cái mùi muối lồi hay từ tới từ nọ vậy hú cho chặt phụ quạt cho chặt phụ quạt sình đại tôi chỉ áo vật tầm miến chiêng đập chân nắm bị kinh chọn tour tour khăn ông bờ tây Campuchia tại sầm rạp nẹt đàn nhị dùng tour sna rừng Thái nơi tại ai cầm tàu tam đại dạ ca chuột đi video rừng phía Thái dốc tầm mờ nơi bờ tây rứa tam prap one internet nơi chân nằm bị bọn đập bay gần lòng tên ní sẵn đi tựa tục bỏ lịch bàm. Bạn chắc bà đàm chạy bằng trang xài phép dân Thái làng vĩnh. Khả nạ phép dân khám ái mình tốt ách bật cụt bật chết nơi lời. Đôi tất nhiên bằng tay. Chúng nấu chất nhóm cho chất mơ gần Thái chứ. Cá xong đáy vì sơ xong lịch Thái. Chắc hỏa ngay bọn mơ tại rừng Thái này bọn sắp mơ rừng khám ái. Mai có miếng của mơ. Hiện tích. Mai là sơ mơ và mình hướng Thái nhưng mơ là Thái. Và đang toàn mình ở Thái tăng nâng cái bất tăng cho nó ăn cái bất nhưng mơ là Mai. Cái chị còn ăn ngăn tập chữ lộ xem xem chị môi ăn sầm mất. Thế, tại bản thân tiết nâng cực còn hay nế. Nhưng chả được hỏi. Phiếp lôi chai xì vì lấy nâng xăm phê rẽ này giống bán tẹt tiền ca công trô bị tù xin này trốn sơ cực vấy chia bị xe dụ vầy nơi bà tết Campuchia. Cứ mình đã dùng chân để vây cao mà phải trăm chân năm ấy chẳng quạt quam trở nó vì bố chỉ vây để phát lớn chỉ vây để sẵn lãnh xong phía rẽ này giống mình này thà tôi thấy cái bạc lan xa xa cái bảo bỏ tùm nợp hay tôi cái xa tầng bảo tầng xây chẳng tí thưa ơi tùm nô này ca quam trở nó càng lăng khăn mình đến tên đó bởi không môi xua từ mình nó đã miền vây chùm ná đôi khi nhóm rồi có bốn nhóm bốn trăm chân năm cứ quạt ọt quam trở thì bị bố mơ sai phép dân Thái ọt miền xây chùm nành trai bì sạch rương tà đàm song xa khá nê tà đàm trọp xâm bạch khá nê chú lúc khá nê rương kê mở đọ rương krom hôn ấy trai bì nâng cư dương ọt miền tiên sâu đại bàn giang ná có đói bó rọt mùa chùm nuốn mình xa tô chùm bố ca chạy bằng trang phép dân Thái chỉ thăm mây nì tê bố á chìa cả ta chùm rôn ai phép dân khám ái căn tài thịa cho chìa lùng đáp hai ca chạm bằng trang phép dân bỏ tế tràn lửa lúc chìa mù là hạt vừa ai bố rốt khám ái phát bí bộ bây này và bà thỏa chìa ai bác bố đón tờ sản á bỏ khám ái bố khám ái dân cả nà bà chô rương kì tràn tới dân bát bóng xà lập bác bỏ khám ái dân ประเทศในยุคกระทานเพียบยนต์นังตุสนายเพียบในกระทรวงวัฒนธรรมนังวิจิตรศิลปะโลกสั้นจันทร์สายยะมีประสาทาการห่อโจลในเพียบยนต์ไทยจิตมัยมันแม่นจะปัญหาสำหรับประเทศกัมพูชีหนุเตเอาไว้ได้สำคัญถ้าตาประชาชนกัมพูชีสกอลตะสัญญาณบอกขลุ่นจะบ้ากำหนดนานุเพียบยนต์บริเตมันอายลบบำบัดวัฒนธรรมขมายบานเลยปัญหาตันตุทองถ้ายุสกอลขลุ่นยุสบ้าbởi dương xóa luôn dương dựng đặng luôn những thai chi nè nát dương miên cầm nợ tăng về nào máu và tay mà dạ ca đại dương bắt được vì đại dương khơi được bao kia tật thô máu sau dương như nhập ở thả nó là bao kia ở nhà khác thật tuổi xóa thấu nên bao kia tạo bất vì chia là bao dương chia là bao đồn tạ bao dương để còn là thai dương bắt xóa luôn những thai chi nè nát propon sắp sai pol đang dẹp với miền antipol khăng nữa nên không dùng côm bom mà nuôi dương antipol nên không hưởng phe đang bị che máu mình cái mền nhé nên ngay chơi Việt Nam á việc đầy cặt đầy dùng sẽ thọt đã Facebook thế nữa chẳng bờ sân thì dân mình miên cô là vô bài chứ bà lo không cả cà pê obrum và bật thoa luôn anh thế cứ ở những việc bắt bóng từ tam ở Liverpool này
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាថ្នាលសារប្រុសចំណេះដឹងវប្បធម៌មួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យអប់រំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងនិងរក្សាបាននូវវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិ ទោះជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរមិនទាន់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាពេញចិត្តទទួលយកទាំងស្រុងដោយភាពខ្វះចន្លោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសិល្បករខ្មែរនៅតែព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសូមឲ្យមានការអធ្យាស្រ័យព្រមទាំងអាចរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីវិស័យភាពយន្តខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគត Vì bọn phụ ông chỉ phụ rốt nơi cả ai tầm lấy. Tụi bây thả dương vía mơ tới thả vì bị bạ mơ cả đôi. Đất nào mơ cả đôi. Bằng tay bảo dương chết thả thả phát răng tình tư. Rồi cả thả tròn tình tư. Rồi cả chui chủng tư bảo thả khơi khát khơi khát. Dương cầm tròn thai. Dương nông khơi khai xùm rối khơi nha. Chui khơi chủng rối. Hay giúp bọc thì sao để cái lo mà để dương bán khơi bán đăng bị khẳng kra. Hay dương phát răng tình tư. Nhưng sừng khâm thả dương ai bán bảo sao. Tụi bây thả vía mình ai ở lơ kê cả đó còn tay bên mình ai và đánh chẳng hết. កម្រិតគុណភាពនៃភាពយន្តនិងលំហូរចូលទីផ្សារភាពយន្តមកកម្ពុជាថ្មីៗនេះមានផលិតកម្មមួយចំនួនបានបិទទ្វារនិងអ្នកសិល្បៈខ្លះទៀតបាត់បង់អាជីពរបស់ខ្លួនខណៈតាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍នានាត្រូវការតែបុគ្គលិកបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះ ទូទួគាត់ថាគាត់ចំតែបុគ្គលិកបច្ចេកទេសផលិតកម្មដែលបិទប្រមាណហើយដែលធ្លាប់ធ្វើរឿងភាគកន្លងមកក្រោយពីគេយករឿងភាគថៃយកមកប្រចាំគេដេញផលិតករនឹងឈប់ឲ្យផលិតហ្នឹងហើយមកផលិតកម្មមួយតើក្រុមការងារប្រមាណបងអត់ទឹកជាង 30 នាក់ទេហើយនឹងអត់និយាយពីសិល្បករផងណាបើយើងមើលទៅលើទីផ្សារភាពយន្តរបស់យើងនេះគឺថាទូទួរ ក្រោយពីប្រតិកម្មពីសិល្បករក្នុងការចាក់បញ្ចាំងរឿងថៃក្នុងម៉ោងពិសេសនិងមានការសន្យាពីក្រសួងព័ត៌មានថានឹងចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចរាចរនៃភាពយន្តថៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីនេះមិនត្រូវបានផ្អាកជាលើកទី2ទេមិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះតាមបណ្ដាស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយចំនួនទៀតក៏បានចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តថៃជាបន្តបន្ទាប់នៅម៉ោងពិសេសដែរ ជំរាបសួរលោកជំទាវពួកយើងខ្ញុំជាសិល្បៈកន្លងមកខំស្វាស្វែងដែរឲ្យរោគពេលវេលាណាមួយសម្រាប់តាមបណ្ដាទូរទស្សន៍ឲ្យគាត់ចាក់កុំឲ្យថាវាចំអាម៉ោងដែលវាល្អវាពេលវេលាដែលខ្មែរត្រូវមើលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បានមើលប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងខាងបណ្ដាទូរទស្សន៍គេគិតថាបើសិនជាគេយករឿងរបស់យើងឬក៏យើងបដាក់តាមម៉ោងដែលល្អរបស់គេហ្នឹងគឺគេអត់មានស្ពនសឺរបស់គេ ក្រសួងព័ត៌មានបានប្រជុំកាលពីខែ8ឆ្នាំទៅសន្យាថានឹងមានវិធានការតាមគិតគឺមានហើយហើយនេះគឺឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ប្រកាសម៉ោងបញ្ចាំងកម្មវិធីបរទេសហ្នឹងចេញពីម៉ោង5ថ្ងៃមានន័យថាពី7 8ហ្នឹងណាក្រោយពីហ្នឹងអ្នកឯងប្រចាំចុះណាបើខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្រសួង ចង់មិនចង់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមិនមែនមានតែភាពយន្តថៃទេដែលហូរចូលមកកម្ពុជាមានខ្សែភាពយន្តបរទេសផ្សេងទៀតចរាចរដូចគ្នាដែលជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ចំណាស់មួយនេះនិងការងើបឡើងវិញនៃខ្សែភាពយន្តខ្មែរវាប្រហែលជាមិនត្រឡប់មកទៅខាងថៃទេប្រហែលជាវាត្រឡប់វាទៅខាងកូរ៉េខ្លះណា
này về tới hàng Singapore khá về tới hàng Trần khá ấy chẳng đây còn vấn đề tầng ở nâng cứ sẽ tới hướng prui bà rõm này nó không nên cả phía.